kính chào quý vị khán giả. Bích Quân rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Cơ quan Công an thành phố Đà Lạt xác định được dấu hiệu phạm tội trong vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào sáng 29 tháng 6 nên quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra. Ngày 2 tháng 7, Đại tá Trần Vĩnh Phú, trưởng Công an thành phố Đà Lạt cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 298 Bộ Luật Hình sự để điều tra những sai phạm liên quan đến vụ sạt lở đất kinh hoàng ở hẻm 36 Hoàng Hòa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt làm 2 người tử vong, bị thương 5 người. Theo Đại tá Trần Vĩnh Phú, ngay sau khi xảy ra sự việc, được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cơ quan này đã xác định có dấu hiệu vi phạm nên đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra tập trung xác minh, điều tra. Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, Công an thành phố Đà Lạt đã triệu tập làm việc với nhiều người có liên quan đến vụ sạt lở. Qua quá trình điều tra xác minh, thu thập tài liệu, Công an thành phố Đà Lạt đã xác định được dấu hiệu phạm tội nên đã khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật. Vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 29 tháng 6 khi hàng nghìn khối đất đá từ ta luy công trình ở hẻm 36 đường Hoàng Hòa Thám, phường 10 bất ngờ tràn xuống 3 căn nhà 3 đến 4 tầng. 2 vợ chồng công nhân ngủ trong lán trại bị vùi lấp, tử vong, 5 người trong một gia đình mắc kẹt được lực lượng chức năng giải cứu. Khu đất sạt lở rộng hơn 2.100 m² do 4 hộ dân sở hữu. Khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư đang cho đắp đất để tạo mặt bằng thi công. Đoạn ta luy đổ sập nằm dọc theo ranh đất công trình dài khoảng 29 m. Báo cáo sơ bộ về nguyên nhân, Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết do mưa lớn nhiều ngày, đồng thời chủ đầu tư đang triển khai công tác đắp đất để tạo mặt bằng thi công. Lượng nước thấm xuống đất lớn, cộng với khối lượng đất đắp sau lưng tường chắn lớn, làm gia tăng áp lực lên ta luy, gây mất khả năng chịu lực, dẫn đến sạt lở ta luy, bê tông chắn đất, gây sạt lở đất và sụp đổ công trình. Hạng mục ta luy sạt lở nêu trên đã hoàn thành thi công cách đây khoảng 1 năm theo giấy phép xây dựng được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cấp. Tổng chiều dài ta luy trong hồ sơ là 381 m, chiều cao ta luy là 13,4 m, giật thành 3 cấp, có độ cao 4 đến 4,7 m.